20 năm hoạt động có tiếng trên thị trường. Nhưng bất ngờ, những sản phẩm của Vietsin đồng loạt bị phát hiện sai phạm. Bò viên mà lại không có bò, nhưng bao bì vẫn ngang nhiên ghi thành phần là 85% thịt bò. Ure, chất dùng trong phân bón lại tồn tại trong thực phẩm. Đăng ký một đường mà làm một nẻo, không dám mua. Sai phạm công bố chất lượng sản phẩm Vietsin. Xin kính chào quý vị khán giả. Bò viên chiên có lẽ là một món ăn vặt được khá là nhiều người ưa thích. Tuy nhiên quý vị có tin được không? Có những viên bò lại chẳng có tí thịt bò nào. Mới đây một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có tên là Vietsin chuyên cung cấp những sản phẩm bò viên ra thị trường vừa bị phát hiện là dùng thủ đoạn trộn hương liệu bò vào cá và thịt trâu. Tại kho hàng của công ty Vietsin, đoàn kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm môi trường PC49 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đem 6 mẫu sản phẩm đi xét nghiệm và kết quả công bố từ Trung tâm Sắc ký Hải Đăng khiến nhiều người giật mình. 5 trên 6 mẫu có chứa ure. Ngoài ra, 8 loại phụ gia được sử dụng nhưng chỉ công bố trên bao bì chất điều vị E621. Với chất ure là chất sử dụng để chế biến sản xuất phân bón. Tuy nhiên hiện nay, đối với chất ure chưa được phép sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm. Kiểm nghiệm tại một đơn vị khác là Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hai mẫu bò viên GoGo và bò viên Merlion của Vietsin hoàn toàn không có ADN của bò mà chỉ có của cá hoặc trâu, khác hẳn với thành phần công bố trên bao bì. Quy trình sản xuất bò viên rất đơn giản, đó là cá cộng màu cộng phụ gia và hương liệu thành bò viên GoGo. Người ta đăng ký với mình với cái thành phần thí dụ như là bò là 30-50 mà lại không có cái chất lượng này thì điều đó là rõ ràng là sai rồi. Đăng ký một đường mà làm một nẻo thì rõ ràng đây là những cái hành vi mà chúng ta cần phải lên án. Tìm hiểu từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong 3 năm từ 2013 đến năm 2016, công ty này có 116 mặt hàng đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Và năm ngoái, hai mặt hàng cá và thịt đã bị xử lý vi phạm liên quan đến sử dụng chất phụ gia. Sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm hai mẫu bò viên từ Trung tâm Giám định Pháp y, công ty Vietsin lý giải đây là hai lô sản phẩm sản xuất theo đơn hàng riêng lẻ, nghĩa là yêu cầu của khách là làm sản phẩm bò viên mà lại không cần thịt bò trong. Dù việc Vietsin công bố thông tin để lý giải là sự thật hay chỉ là một cách để lách dư luận, thì điều đó cũng khó mà chấp nhận được, bởi vì sản phẩm cuối cùng là đến tay người tiêu dùng. Việc chất lượng sản phẩm công bố không đúng như tiêu chuẩn đã đăng ký ở trên bao bì là một hành vi gian lận thương mại và lừa dối người tiêu dùng. Sau khi biết được thông tin về sự việc, thì người tiêu dùng và thị trường đã có những phản ứng đầu tiên. Lo lắng là tâm lý của chị Hà sau khi nghe thông tin hai mẫu sản phẩm bò viên của công ty mình tín nhiệm nhiều năm lại không hề có thịt bò. Chính tâm lý này đã thay đổi quyết định lựa chọn sản phẩm của chị. Công ty lớn thì mình thấy mình mua, mà giờ thấy công an công bố vậy thì chắc không dám mua. Thường lấy một số sản phẩm của Vietsin để bán các món chiên rán, chị Quyên rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục lấy hàng về hay không khi nghe tin kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu sản phẩm của công ty này có chứa chất ure. Nếu mà người ta nghe tin vậy thì người ta đâu có ăn nữa, thì mình không ngưng lấy lại. Từ các hộ kinh doanh nhỏ đến các siêu thị lớn đều e ngại và thận trọng trước luồng thông tin tiêu cực, nhiều siêu thị quyết định tạm ngừng nhập hàng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, thị trường và người tiêu dùng đã dùng quyền quyết định của mình để phòng trừ những rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ làm thử một phép so sánh đơn giản, một cân thịt bò tươi trên thị trường là bao nhiêu? Hãy hỏi người bán thịt. Chị ơi, một cân thịt bò trên chợ mình bán là bao nhiêu tiền hả chị? Bán là 250.000 một cân em ạ. 250.000 một cân. Vâng, 250.000 một cân, trong khi những sản phẩm bò viên mà tôi mua được ở các chợ và siêu thị thì một cân cũng chỉ rơi vào khoảng từ 70 đến 80.000 đồng, tối đa là 100.000 đồng. Nhiều người tiêu dùng đang lo lắng rằng có lỗ hổng trong việc quản lý những sản phẩm bò viên hay không. Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày mai.